À, các anh chị và các bạn thấy là cái máng cào phân tự động nó từ từ hướng về cái vị trí mà gom phân. À, vậy thì với một cái giải trại khoảng 10.000 con gà như thế này thì có một cái hệ thống cào phân như vậy là dễ cải thiện rất là nhiều công nhân ở trong trại, và cái lao động này đỡ cực. Các anh chị thấy thì chỉ cần khoảng chừng phân như vậy, nếu như mà để cào bằng máy thì chỉ khoảng 10 phút thì chúng ta có thể cào được một cái dải gà chắc khoảng tầm 5.000 con cho một cái dải cào. Các anh chị thấy đó, rồi cái phân bắt đầu dần dần tiến về cái vị trí mà chúng ta cần. Phân đã được về tới vị trí cần để thu gom. Và như vậy thì tại vị trí này thì người công nhân chỉ cần xúc phân vào bao và sử dụng một cái xe vận chuyển để vận chuyển ra cái bãi tập kết phân, một cái kho để chứa phân.